Dạ. Ôi trời ơi, trời ơi, cứ mà làm gì mà hùng hục đi như trâu á. Ôi trời mệt quá. Cơm, em là cái thằng ăn no vác nặng, em mới mệt chứ bác kể công lên việc xuống đấy gì mà cũng kêu mệt. Mệt là mệt cái này này. Đâu em xem nào. Ôi trời, toàn đất này nhỉ. Em ngủ chưa? Chú chả hiểu cái mệt cái đầu này. Ôi em mới tưởng mệt cái mũ. Lãnh đạo. Nó khổ thế đấy. Này, anh em mình vẫn còn cái duyên là làm bên hậu cần. Cho nên là thỉnh thoảng có cái đúp vào đây vui lắm đấy. Mà chỉ vướng. Anh tưởng là những cái cuộc hội nghị, cuộc họp tổng kết cuối năm tưởng là đi về nơi xa lắc cùng với cái thời kỳ xóa bỏ bao cấp rồi. Thế mà đầu vẫn đóng đấy. Cái đận mà rộ lên cái phong trào mà phát phong bì cho đại biểu dự hội nghị. Anh nhỉ? À, ôi giời, tài thật đấy, cái phong bì nó bằng cái bàn tay thế mà giữ được đại biểu đến phút chót. Có giữ được khối ấy. Chú không nhớ cái năm ngoái, tổng kết năm ngoái cuối năm à? À, một số đại biểu nhá, đi họp, nhận phong bì xong, mắt trước mắt sau, chuồn chuồn có cánh mà bay. Đây, còn có cả cái loại đại biểu là không đi họp, mà nhắn tin điện thoại nhờ người lấy hộ. Vài người chú biết ở đâu? Ở đâu anh? Sao Hỏa ấy. Ô, người Sao Hỏa mà cũng nhận phong bì á. Họp xong quay xuống dưới còn ra nữa. Ôi trời, em nói bác chứ, ngồi hội nghị mà họp tới suốt ngày cứ động tí lại phát biểu cái gì, toàn báo cáo thành tích xuống này, còn một nửa là may đấy, nhưng mà phải nói là công to nhất mà giữ được chân đại biểu là do anh em mình. Anh em mình ở bên ban hậu cần là anh em mình có cái món gọi là món đánh chén. Đại biểu nhưng người ta ở lại, người ta dự hội nghị chẳng qua là người ta để người ta chờ đánh chén, chứ còn không có đánh chén thì chả có mống nào họp đâu mà. Nhưng mà nói gì nói cho em cứ vẫn phải cảm ơn bác, là bác lên trưởng ban hậu cần là bác cất nhắc em lên phó ban luôn. Thỉnh thoảng la liếu được mấy mỡ lá về ném con vợ nó mùng quẫy đuôi anh ạ. Nói tóm lại em với bác là hợp cạ nhỉ. Nói chung là hợp cạ. Tớ nói thật đấy chú, tớ vẫn nặng về tình cảm. Nếu mà đúng vì công việc nhá, tớ đã nhận thằng húng con lão hắn. Nó học hành đến nơi đến chốn, nó có đào tạo cơ bản hẳn hoi. Em lạ đấy gì tâm địa của bác. Cứ mà nằm trong chăn gần đấy thời gian làm gì mà em không biết trong chăn con giận nó to như thế nào. Chú đi. Cơm em lạ gì. Này, bác mà nhận thằng húng nhà hắn về á, thứ nhất là nó có học này, trung cấp đàng hoàng. Thứ hai là nó có thâm niên công tác quán bia. Bác nhận nó về, bác đã chỉ đạo nó thì bác đã nhận đúng không? Thì chú có ngu thì anh mới nhận chú được nhỉ. Bác bảo ai ngu đấy. Bác bảo em ngu thì bác phát cái này đi. Đấy, bác phát cái này đi. Này, anh dối à? Bao nhiêu năm cậu trả bỏ được cái tính dỗi hay dỗi đấy, bác phát đi. Mà em trả luôn bác cái chức phó ban hậu cần. Bác phát đi. Thì khó khăn thế, cậu không phát được rồi. Tớ bác, tớ được cũng từ vác mà đi lên, khó khăn thế. Đấy, bác phát đi. Rồi, tớ bác. Úi giời, em bảo rồi, bác không vác được đâu. Em vạm vỡ thế này, em vác được khó khăn. Bác mỏng manh thế này, bác vác làm sao được. Chú này, cái sọc xiên này. Thôi được rồi, bây giờ này nhá. Thế nào? Em thì em vẫn nhiệt tình, em vác cho bác thôi. Nhưng mà em phải ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ thế này. Không được. Sao? Anh đã quán triệt rồi, không được bớt khẩu phần ăn của các đại biểu. Úi giời, bác sợ cái gì? Mang tiếng chết. Ui giời, mang tiếng. Bác còn phải sợ mang tiếng nữa. Bác đã mang tiếng từ lâu rồi. Các cụ có câu là dâu thủ kho, no nhà bếp nhá. Thợ may thì ăn rẻ, mà thợ xẻ thì ăn gỗ. Ôi. Bác chả ăn thì người ta vẫn vu bác là ăn. Thế thì tội gì mà bác không ăn? Nhưng anh bao nhiêu năm phấn đấu rồi. Chú hôm nay chú lại vớ bẩn đưa anh vào đời. Nhưng mà ý là bác sợ bị vấy bẩn gì. Vấy bẩn thì bác vác đi. Này. Thôi được rồi. Thế bây giờ chú làm cách nào? Thế bây giờ bác phải nghe theo sự chỉ đạo của em nhé. Bây giờ thế này. Thế nào? Em sẽ lấy 2 cân thịt bò ra. Và em chám vào đấy là 2 cân thịt lợn. Vì thịt bò là có giá 2 cân là 240.000. 240.000. Thịt lợn chỉ có 100.000 thôi. 100.000. Thế là anh em mình đớp được của đại biểu là 140.000. 140.000. Em 100, bác 40, bác phải làm gì ra. Chú 100, anh có 40.000 đấy. Dạ vâng. Ô thế anh là trưởng ban, chú là phó ban, sao chú ăn nhiều thế? Thế nhưng mà em là chỉ đạo bác cơ mà. Em là lãnh đạo, em phải ăn nhiều hơn chứ. Được. Vẫn có phải là 50-50 nhá. Thôi được rồi, 50-50 nhá. Thống nhất thế nhá. Thống nhất đấy. Bây giờ này,
Bác đứng đây canh nhé. Em ra kia em xử lý. Chú Thúc, này này, không lấy thì thôi nhá, làm hẳn 3 cân cho nó bỏ. Bác Nhắc ơi. Ôi. Em nhờ tí. Xong chưa? Em nhờ tí. Xong chưa, xong chưa? Đây. Em chơi miếng ngon nhất. Em bảo đây. Em giấu ở cái túi này thì nó có màu, nó hơi bị lộ. Thế thì bác cởi cái áo ra cho em nhờ em gói cái này cái. Này, chú cởi áo chú ấy. Khổ quá, áo em cái màu nó giống cái màu này để đấy nó lộ. Cởi cái áo của anh ấy. Nhưng mà áo của anh có việc rồi. Việc gì? Lát nữa có khi anh lên phát biểu ấy. Ủa trời, phát biểu thì em cho mượn áo của em. Cởi ra. Đúng rồi, chú cởi áo chú rồi. Khổ quá cái ông này. Thế bây giờ thích chia 30, 70 hay 50, 50 đây? Tất nhiên là anh lên 50, 50 rồi. 50, 50 thì cởi ra nhanh lên. Đằng kia người đang nghĩ lại. Này này chú ơi, nếu không may có bị phát hiện này, chú nhận hết cho anh nhá. Thì biết rồi, thế em cũng nhận cho anh bác. Anh bao nhiêu năm phấn đấu rồi. Khổ quá bác còn cười, thế em cũng nhận cho bác gì. Chả nhẽ em lại bảo bác điên cắp thịt bò của ấy à, của đại biểu à. Bác có thể có thuốc ở trong cổ không? Rồi. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi anh ạ. Này này. Dạ. Chú về bỏ ngay cái tính bếp xếp rồi nhá. Này, kể mà bị lộ ra thì cũng bôi bác nhỉ. Bôi chú ấy, chú đã nhận cho tôi nhỉ, bôi chú ấy. Khổ quá, ý em muốn nói là bôi bác á. Bôi chú ấy. Em, ý em muốn nói là nếu mà lộ ra ấy, bôi bác có nghĩa là bôi bác ấy. Bôi chú ấy. Khổ quá cái ông này. Bôi bác tức là bôi bác ấy. Bôi chú ấy. Ta bà đi bác. Con bán đi chẳng được lon ton chạy về, bà đi bán lợn xề, bán đi bán được chạy về lon ton. Ôi giời ơi, gớm, hôm nay ra ngõ bước chân trái bán ngay được con lợn rồ cho một lũ vịt. Chị ơi, mà không hiểu sao nhá, hôm nay rau em bán đắt hàng quá. Thế à? Làm gì còn rau mà ăn đâu. Ui này, đây mấy củ su hào vừa ngắt trộm đấy, ngắt trộm để mang về ăn đấy. Này. Thế sao cô lại mua gì mà mua cả găng tay này, mua cả dọ mõm này làm gì đấy? Ôi giời ơi, hôm nay em tổ chức tắm cho lợn. À, nhà chú lợn. Này. Hả? Ở trụ sở hôm nay có chuyện gì? Đông người lắm. Ôi giời ơi, thế cái người hay ăn như chị mà không biết là hôm nay trên trụ sở có vỗ to. Này, hội nghị tổng kết cuối năm đấy. À, hội nghị tổng kết cuối năm gì? Trời ơi, thế nào mà chả có phong bì. Thế nào mà lại chả là nhờn môi nhờn mép, gớm mà nhậu nhẹt là tưng hết cả bừng lên đấy chứ gì. Chị ơi, nhiều cỗ thế thì chắc là nhiều thức ăn ngon lắm nhỉ. Chị em mình quay lại để ăn đi. Ăn cái đầu cổ, như cái nặng chị ăn. Miếng ăn là miếng nhục đấy, biết chưa? Chị, thôi đi về đi, nhà cửa chưa sửa sang rồi cả. Tết nhất nơi rồi. Ưa vả vớ vẩn. Này, cô làm cái gì mà nhảy đi tưng lên như là mai cơn sóc sơn ấy thế hả? Chó nhà nào vô ý thức quá chị ạ. Dẫm phải mìn phải hả? Vâng. Chắc rồi. Hả? Chó nhà lão Trung. Chị ơi, em nhìn màu này không phải chó nhà lão Trung đâu chị. Em nghi là nhà lão Thịnh ấy. Không phải là Thịnh già đâu. Hả? Mà có khi là sản phẩm của lão Trung luôn đấy. Hôm nọ bị tôi bắt quả tang nhá, 5 giờ sáng này, nhìn thấy tôi chạy vụt xuống ao đấy. Ôi, thế à? Ừ. À, chị nhá, nhân tiện cơ hội này nhá, em sẽ sang em chiến đấu với lão Trung một trận. Đúng, em là em hận lão ấy lắm ấy nhá. Rồi có một vụ mà sự em sẽ kể cho chị sau. Ừ nhá, em sẽ chiến đấu một mất một còn với lão ấy luôn. Lúc nào đi chiến đấu gọi tôi chiến đấu luôn. Được rồi, xuống rửa chân. Rửa chân. Chờ em đi rửa chân đã. Rửa chân nha. Rửa chân kinh quá cái chuyện này. Ui giời, đặt đúng với cái chỗ đấy. Ôi chị ơi, cái gì đấy ừ, chị ơi, gói gì ý chị ạ? À? Gói gì đây? Không biết. Gói gì mà đẹp thế? Dây đỏ này như là quà sinh nhật ấy. Mở ra xem là cái gì đấy. Quà sinh nhật mà người ta lại vứt ở vệ đường cho chị nhìn thấy á. Có lẽ đây là sản phẩm của cái cô nào để ăn cơm trước kẻng rồi. Vứt ra đây. Ôi, ai lại có cái người mà thất nhân thất đức thế? Chúng nó còn thất nhân thất đức gấp tỷ tỷ lần ấy. Chúng nó còn vứt sản phẩm của nó
và chủ lợn đấy, cô biết không? Ôi, thế á? Ừ. Để em sờ cái nào. Ơ, nhún nhún chị ạ. Có khi không phải, có khi là đây là vũ khí sinh học hay là bệnh tham bệnh thiết gì đấy. Biết vũ khí sinh học là gì không? Không. Biết bệnh than là gì không? Không. Biết xuất phát từ đâu không? Không. Ui giời ơi, tận bên Mỹ cơ. Thế á? Ừ. Thế tôi lại tưởng ở Quảng Ninh cũng nhiều than. Á, chị nghe đài đọc báo gì cả.